Tại sao nhập Niết Bàn lại có hiện tượng phi thường? Thưa Đại Đức, tất cả các vị A-la-hán khi Niết Bàn, thi thể hỏa táng của các ngài đều có hiện tượng phi thường xảy ra, phải chăng? Có vị có thần thông phép lạ xuất hiện, có vị không có gì cả. Tâu Đại Vương, tại sao lại như thế Đại Đức? Tâu Đại Vương, thần thông phép lạ hay là hiện tượng phi thường xảy ra nơi thi thể hỏa táng của các bậc A-la-hán Niết Bàn là do một trong ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, có vị A-la-hán sắp Niết Bàn vì muốn đem đến lợi ích cho những người đến lễ bái, cúng dường, nên chú nguyện rằng xin cho thi thể này hiện ra những năng lực phi thường. Nguyện như thế xong, Niết Bàn, thi thể hỏa táng của vị ấy sẽ xảy ra thần thông phép lạ. Thứ hai, một số chư thiên có thần thông biết rằng lễ bái, cúng dường thi thể hỏa táng của các bậc A-la-hán được rất nhiều phước báo cao thượng. Các vị chư thiên ấy muốn làm cho chư thiên trong các cõi và nhân loại phát sanh tín tâm trong sạch, nên họ đến nơi hỏa đài phát lời chú nguyện. Xin cho thi thể hỏa táng của bậc A-la-hán này hiện ra những năng lực phi thường để tăng trưởng đức tin cho phần đông. Chư thiên nguyện thế xong, sau đó thần thông phép lạ sẽ xảy ra ngay nơi chỗ hỏa táng ấy. Thứ ba, có những nam, nữ, cư sĩ là bậc trí thức, có trí tuệ, giàu đức tin, họ cúng dường vật thơm, tràng hoa hay vải vóc đến lễ đài hỏa thiêu, rồi phát nguyện mong cho thi thể hỏa táng của bậc A-la-hán này phát sanh năng lực màu nhiệm vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Lời cầu nguyện ấy sẽ được ứng nghiệm. Nghe xong, Đức Vua Melanda hỏi, nếu không có ba trường hợp chú nguyện ấy thì sẽ không có phép lạ sao Đại Đức? Tâu Vân, đến các vị đại A-la-hán thuần thục lục thông, nếu không chú nguyện cũng không có hiện tượng phép lạ xuất hiện sao? Tâu Vân, như vậy rõ ràng là trường hợp nào cũng vì lợi ích cho chư thiên và loài người cả, đáng ngưỡng mộ làm sao? Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo? Thưa Đại Đức, tất cả chúng sanh bất cứ cõi nào, nếu có đức tin trong sạch, có sự thực hành chân chánh và tinh cần, thì thảy đều có thể đắc thánh quả cả chứ. Có loại đắc, có loại không thể đắc. Tâu Đại Vương, những chúng sanh nào không thể đắc, xin Đại Đức kể cho trẫm nghe. Tâu Đại Vương, có 15 loại chúng sanh không thể đắc đạo quả cao siêu được. Đó là: 1. Súc vật cầm thú. 2. Loài khẩn na la, Kinara, là chúng sanh phi cầm, có đầu giống người. Thứ 3. Các loài rồng. 4. Ngạ quỷ. 5. Người tà kiến. 6. Trẻ chưa đủ 7 tuổi. 7. Người phạm tội giết cha. 8. Người phạm tội giết mẹ. 9. Người phạm tội giết A-la-hán. 10. Kẻ chích máu Phật. 11. Người chia rẽ tăng. 12. Người phạm giới trộm mạo tăng tướng hoặc tỳ khưu
hành theo ngoại đạo. 13. Kẻ hãm hiếp tỳ khưu ni hoặc tỳ khưu phạm tăng tàng mà không thọ lãnh hình phạt. 14. Người bán nam, bán nữ. 15. Người có hai sanh thực khí. 15 hạng chúng sanh này, dù đức tin trong sạch, thực hành chơn chánh, tiếng tu chỉ tịnh, quán minh, cũng không thể vào dòng thánh chúng được. Đức vua Melanda gật đầu. Trẫm không hề nghi ngờ về điều ấy, chỉ thắc mắc một điểm nhỏ thôi. Đại vương cứ tự nhiên hỏi. Vâng, ở nơi điểm thứ 6, trẻ dưới 7 tuổi không thể đắc quả. Trẫm rất nghi ngờ. Tại sao vậy? Vì trẻ dưới 7 tuổi tâm hồn rất trong trắng, chẳng ngã chấp tà kiến, chẳng tư duy về ái dục, chẳng độc ác sân hận, chẳng đố kỵ kiêu căng, chẳng buông lung phiền não. Với nhân tố tốt đẹp như vậy, nếu chăm chuyên thực hành chánh pháp, tại sao lại không đạt đạo? Đại vương, với sức mạnh bình thường của con người, có thể bưng được núi Tu Di không? Hẳn nhiên là không thể. Tại sao thế? Tại núi Tu Di quá to, mà sức người thì có hạn. Cũng như thế đó, tâu đại vương, đạo quả là pháp xuất thế gian, nó quá vĩ đại, quá cao siêu so với trí tuệ bình thường của con người. Trẻ dưới 7 tuổi, thể xác non yếu, kiến thức và tư duy đều chưa được chín chắn, đức tin chưa vững mạnh, trí tuệ còn quá non nớt, thì làm thế nào đủ điều kiện, năng lực để thực hành và thâm ngộ đạo lớn được, hỡi đại vương? Ồ, có thể là vậy lắm. Ví như một giọt nước nhỏ có thể thấm ướt cả quả đất được chăng đại vương? Dĩ nhiên là không thể rồi. Tại sao như thế? Vì quả đất lớn quá. Cũng như thế đó, đại vương hãy hiểu cho, mảnh đất của đạo quả cũng rộng lớn mênh mông. Tất cả hiểu biết, đức tin, trí tuệ của trẻ dưới 7 tuổi đều nhỏ nhít, tí tẹo, thì làm sao có thể thâm nhập cảnh giới của thánh nhân được, hỡi đại vương? Thưa vâng. Lại nữa, ví như có người lấy cây đèn nhỏ mà muốn rọi sáng cho thấy cả quốc độ, y có thể làm thế được không đại vương? Thật không thể. Tại sao? Vì vùng chiếu sáng của ngọn đèn chỉ trong một giới hạn nhỏ, còn quốc độ thì to lớn quá. Cũng như thế đó, là trí tuệ non nớt của trẻ dưới 7 tuổi so với thế giới giác ngộ của bậc thánh nhân. Vâng, ví như có loại sâu chuyên đục thân lúa xà lý, còn sâu ấy có thể nào ăn một con voi cao 4 thước không đại vương? Chẳng thể nào. Vì sao? Vì khả năng con sâu nhỏ ấy không thể làm việc ấy. Cũng như thế đó, là tổng cộng mọi năng lực của trẻ dưới 7 tuổi, nó không có khả năng thành tựu được thánh đạo đâu, đại vương. Cảm ơn đại đức đã ân cần giảng giải cho trẫm.